Rồi bây giờ tôi muốn để cho anh chị em ôn một vài cái bệnh án. Bây giờ ta sẽ có một bệnh án, chiều chúng ta sẽ có một bệnh án nữa. Cứ mỗi lần như vậy tôi cố gắng ôn đi ôn lại cho anh chị em, để cho anh chị em ra là gặp lâm sàng có thể làm được ngay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp một phụ nữ tuổi hồi xuân rồi. Bà này bị bệnh ù tai gần 4 tháng. Anh chị em lưu ý những cái triệu chứng của bệnh nhân khai đó, từ đó để chúng ta khai thác. Và cái điểm quan trọng của cái người thầy thuốc đó là biên chứng luận trị, có nghĩa là chúng ta phải dựa theo cái chứng của bệnh nhân đó để chúng ta biết luận cách nào đó để làm sao cho nó phù hợp, chúng ta mới chữa trị được. Rồi bây giờ em có trong tay rồi phải không? Cái tờ giấy mà mới phát á, anh Huy mới phát cho chị em đó, đó là cái bệnh án số 15. Tờ giấy đó tại vì nó còn dư rồi, còn dư, thay vì người ta bảo là thừa giấy vé coi á, thì tôi lại đưa cái bài giải với bệnh án 13, bệnh án 14, hai cái bài giải đó để cho anh chị em có luôn được cái thông tin trong tay. Còn bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau để giải cái bệnh án số 15. Và chiều chúng ta sẽ làm cái bệnh án số 16. Cái số bệnh án số 15 này, trước hết là bệnh nhân này bị ù tai. Và bây giờ tai nghe không có được, nghe thấy rõ được nữa. Và đặc biệt ở đây chúng ta sẽ thấy trong tai lúc nào cũng nghe thấy tiếng ù ù. Mà về đêm thì nghe như tiếng róc rách, róc rách, róc rách. Đây là một sự rất khó chịu, tại vì như vậy là không thể ngủ được. Làm cả nhất là về đêm mà nó thời tiết lúc bây giờ mọi việc nó thêm lặng rồi đó, cái tai nghe rất là khó chịu. Anh chị em thấy những bệnh nhân mà người ta khai những cái này thì thấy khổ sở cho bệnh nhân lắm. Đây là những cái bệnh nhân có thật đó, thì tôi cũng đưa ra những cái bệnh nhân có thật đó đưa lại để cho anh chị em nắm được cái chuyện này. Rồi bây giờ bà nói về đêm nó tai khó chịu cho nên kèm theo cái gì đi tiểu đi à, tại vì nó cứ ù xong rồi cứ nằm lát và bắt đầu lại muốn đi tiểu. Thế thì chúng ta sẽ dựa theo những cái biến chứng của bệnh chứng này để chúng ta sẽ giải đoán. Đầu tiên một chẩn đoán thì chúng ta phải xem chẩn đoán xem bệnh nhân này nó thuộc cái dạng gì. Thì trước hết là chúng ta sẽ có ù tai. Ù tai thận khai yếu ở tai, do đó chúng ta sẽ thấy nó liên quan đến với cái đường kinh mô bộ nặng. Cái thứ hai nữa là tiếng ù nghe trầm hoặc róc rách nhẹ. Ở đây thì tôi cho nó xếp vào loại liên quan đến ù bộ nặng. Còn nếu mà nó rít lên như là tiếng máy bay mà lên đó, hoặc là tiếng nó xé lên cao á, tiếng càng cao á, thì đó là dấu hiệu của càng đập. Anh chị em lưu ý dùng cho tôi hai cái trường hợp này khác nhau. Nếu mà cái tiếng ù nó chia ra rít âm cao thì đó là dấu hiệu của can đởm. Còn nếu mà nó cứ trầm ù, và ở đây thậm chí ở đây người ta có cảm giác như cái tiếng nước nó róc rách nhẹ nhàng đó thì đây là dấu hiệu của thận ù. Tại vì thận khai khiếu ở tai. Thận khai khiếu ở tai. Còn cái này chúng ta quy nó vào can đởm là tại vì đường kinh đởm. Đường kinh đởm vòng ngang qua tai. Kinh lạc sở qua, chủ trị sở cập, cái đường kinh nó đi ngang qua chỗ nào thì lấy chỗ đó làm chữa bệnh. Đường kinh đởm nó chạy vòng qua tai chỗ đó, mà nếu mà nó rít cao lên như vậy thì thuộc về can đởm. Còn đây thì tiếng nó ù trầm hoặc là cái tiếng róc rách nhẹ nhẹ thì nó liên quan đến thận, và do đó nó liên quan đến đường ngũ hội năm. Rồi đêm đi tiểu nhiều lần cũng liên quan đến ngũ hội năm, bởi vì nước tiểu là dịch của thận. Thì như vậy anh chị em thấy những cái triệu chứng của bệnh nhân này chúng ta tách nó ra từng một, mặc dù chúng ta tách nhưng quy lại cũng vẫn là liên hệ đến ngũ hội năm. Tại vì có những hội chứng nó nhiều lắm, chúng ta tách ra chúng ta mới thấy nó liên quan đến ngũ bộ này, ngũ bộ khác vân vân. Nhưng mà riêng trường hợp này thì tất cả đều tập trung vào ngũ bộ năm. Rồi kế tiếp nữa là bệnh đã gần 4 tháng,
Như vậy là đây là thuộc về nguyên chữ. Anh chị em thấy khi chẩn đoán là chúng ta phải tìm cho ra được nguyên nhân gây bệnh đã. Và cái thứ hai là phải tìm nó ra được thực cái là hư, bởi vì thực thì chúng ta sẽ dùng phương pháp tả, hư chúng ta sẽ dùng phương pháp bổ nha. Rồi đi đến kết luận của chúng ta là cái gì đây? Kết luận đây là bệnh liên quan đến đường ngũ bổ năm và thuộc về thực chứng. Đó cái kết luận chúng ta, từ cái kết luận này chúng ta mới có thể đưa ra được cái hướng chữa trị cho nó chính xác. Rồi bây giờ đến phần điều trị. Điều trị thứ nhất là khai khiếu thông nhĩ. Tại vì cái khiếu nó bế tắc, thận khai khiếu ở tai, hay là tai là cái khiếu của thận. Bây giờ thận khí không thông được lên tai thì tai nó sẽ bị bế tắc. Ở đây chúng ta phải khai khiếu thông nhĩ, tức là cái lỗ tai ấy, nó bị bế tắc cách nào đó, nó ù vân vân, nó là nó không thông thì chúng ta phải làm thông. Tôi muốn cho anh chị em sử dụng những cái từ của đông y, từ của y học cổ truyền, để mai mốt anh chị em làm quen với cái y học cổ truyền. Là một, chúng ta đọc những sách về y học cổ truyền chúng ta sẽ hiểu được cái từ đó. Bởi vì bây giờ anh chị em cũng có một số người đang làm quen với y lý của Đại Hoàng chẳng hạn, thì mai mốt lại gặp những cái từ này không biết làm cái gì nhá. Khiếu ở đây chúng ta hiểu cái khiếu đây là cái tai, tai thận khí thông lên tai, có nghĩa là thận khai khiếu ở tai. Vì thế mà khi chúng ta dùng chữ khai khiếu ở đây thì chúng ta hiểu ngay là chúng ta sẽ làm cho thông khí ở tai và thông nhĩ cho làm cho hết ủ tai. Kế tiếp nữa là chúng ta sẽ thông kinh khí ở tai. Thông nhĩ là thông trong kinh khí ở cái vùng tai nữa, để tại chỗ đó. Nó không chỉ hẳn ở trong lỗ tai đâu, mà còn cả một cái vùng trong tai chúng ta nó đều có những cái kinh khí bế tắc dẫn tới ủ tai, chứ không riêng gì là chỉ có trong lỗ tai thôi. Rồi sau cùng chúng ta dùng một cái từ nữa gọi là bổ thận. Chúng ta thấy có khi mà nói đến cái bệnh nhân bị đi tiểu chẳng hạn, di niệu không nên đi tiểu nhiều hay là già niệu đi tiểu đêm, thì một số sách đã dùng cái từ tôi thấy nó có thể không hợp, chỉ niệu, bởi vì họ cứ làm này chẳng hạn như huyết nó ra thì người ta gọi là chỉ huyết, rồi ho thì gọi là chỉ thái. Vậy thì bây giờ đi tiểu nhiều thì sẽ tới chỉ niệu không? Nhưng xin thưa với chị em rất nguy hiểm, dùng cái từ này không hợp, không thích hợp tí nào hết. Tại vì chỉ có nghĩa là cầm lại. Bây giờ nó đang đi tiểu, bắt nó cầm lại nữa, không đi ra được là chết. Tôi chữa một trường hợp rất là buồn cười. Một em bé, mẹ nó đưa tới, tôi mặc bộ nó tím mắt lên, nó cứ vậy nó khóc thét lên. Mà nó đang còn bé, mới được có hơn tuổi thôi. Xong mà lúc bây giờ thì mà nó bé quá, nó không nói gì được nữa, tôi không biết làm sao được nữa. Tôi mới, tại vì tôi nghĩ cái em bé nó hay bị đau bụng nên tôi mới vạch bụng nó ra, áo lên tôi ấn bụng nó, tôi thấy nó căng lắm, tôi xuống đây tôi ấn thêm nữa, tôi thấy cái bụng bằng vàng dưới mình căng cứng. Tôi nói kiểu này là chắc em bé không đái được. Kéo xuống tí xíu nữa thì hỡi rồi, bà mẹ hát karaoke và đánh bài, mà bé con sợ nó đái là phiền quá đấy, không cột lại, cột chim em bé lại. Không đi xuống đái được, không nó phải có khóc, nó không đái ra được, có khóc mà nó căng cứng lên rồi. Từ sáng đến trưa mà chơi vừa chơi bài vừa hát karaoke cứ mải mê rồi chẳng ngó ngang đến con nữa. Cái con nó khóc khét lên hoảng quá, mới bế con chạy đi tìm thầy thuốc. Gì đó. Như vậy có nghĩa là nếu chúng ta cầm lại thì rất nguy hiểm. Nhưng đông y có một từ rất hay, đó là xúc niệu. Xúc là làm cho to lại không? Nghĩa là nó gì? Gom lại gọn, xúc cũng nghĩa là co lại. Những cái từ đó anh chị em thấy, cho nên chúng ta phải dùng cái từ cho nó chính xác một chút xíu. Rồi bổ thận xúc niệu, tại vì thận chủ nhi tiểu, cho nên chúng ta phải bổ thận cho nó mạnh lên, nó điều chỉnh được cái đường tiêu đường tiểu. Và xúc niệu cũng nghĩa là kềm chế bớt lại, xúc là co rút lại bớt thôi nha. Rồi đó là cái nguyên tắc. Rồi bây giờ chúng ta thấy bây giờ bệnh nhân ù tai, bệnh nhân nó khai thường thường nó khai ù cả hai tai. Còn bây giờ nếu nó khai một tai thì nó không chi, còn nếu nó khai ù cả hai tai thì bây giờ
bệnh nhân này nó khai cả hai tay, cho nên chúng ta sẽ phải thực hiện làm bên phải trước bên trái sau. Nhớ là nguyên tắc như vậy. Và lịch cố gắng tôn trọng, đừng làm bên trái nhiều quá, nó ảnh hưởng đến tim nhiều hơn. Cho nên bà cứ luôn luôn khuyên là làm bên phải trước đã, thông đi rồi bắt đầu mới làm ở bên trái. Do đó chúng ta sẽ thấy khai thông, chúng ta sẽ làm bên phải trước, kia là sau đó mới tới bên tay trái nha. Nhớ cho tôi cứ ôn đi ôn lại cái này để cho anh chị em nhớ được là cái chân đồng sản. Kế tiếp là khai thông toàn thân, có nghĩa là khâu khóa, chúng ta sẽ làm cho kinh khí được lưu thông hết. Sau đó mới tới khai thông kinh khí, mà kinh khí của chúng ta là ở đâu? Vừa rồi chúng ta cái một chẩn đoán đó, là chúng ta đưa ra cái hướng điều trị là ngũ cổ năm. Như vậy chúng ta khai thông kinh khí và chú ý đến ngũ cổ năm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì? Khóa ngón ngũ bộ nặng và dây ấn cái nhân tâm, nhân tâm một. Đây chúng ta sẽ có cái nhân tâm một để làm gì? Để thông nhị khiếu. Giờ chúng ta sẽ có cái nhân tâm một. Chúng ta còn nhớ lại là khóa ngón, khóa gốc ngón, khóa ngũ bộ năm và thận, và sau đó chúng ta sẽ có nhân tâm một, nó sẽ thông khiếu lên tâm. Còn nhớ cái nguyên tắc khóa ngón cộng với nhân tâm là sẽ đi vào khiếu của từng tạng, cơ quan tạng của liên hệ. Rồi sau khi chúng ta thông được cái nhị khiếu rồi thì chúng ta mới tới khóa hộc khẩu dây thái lâu để bơm máu lên trên đầu. Thì chúng ta nhớ cái điểm đó là đa số những người bệnh nhân này thường thường là vì không có đủ máu nuôi dưỡng bên trong cho nên nó mới bị tắc nghe. Rồi kế tiếp nữa là chúng ta sẽ khóa cao thông và chúng ta ấn bốn cái huyệt, cần nhớ trung nhĩ, mạnh án, nhĩ và khô ngục. Đó, bốn cái huyệt này ở cái vùng tai này để cho thông kinh khí cái vùng tai. Đó là cách mà chúng ta cần phải thông qua trước để làm gì? Làm sao cho nó thông kinh khí được cái vùng này. Đó là cái về nguyên tắc của bài lịch làm như vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ thông khí hoạt huyết vùng tạng. Vậy đây chúng ta sẽ có nhớ lại nguyên tắc là khi chúng ta quá cao thống mà chúng ta bóp thì nó sẽ dẫn tới đưa máu vào cái nơi đó. Vì chúng ta thấy cái tai của chúng ta nó gần cái chỗ động mạch cảnh này. Đó, do đấy chúng ta sẽ bóp cái động mạch cảnh này để cho nó máu nó đi lên. Rồi sau đó chúng ta dùng cái khô lạc mộ. Chúng ta bấm cái khô lạc mộ. Lần trước chúng tôi có nhóm anh chị em là khô lạc mộ. Một nhánh đi vào miệng, một nhánh đi vào tai. Cho nên nó chữa cả câm cả điếc là vì vậy đó. Đó. Thông khí ở tai thì nghe rồi. Thông khí ở lưỡi thì sẽ nói được. Đây là nguyên tắc chúng ta dẫn máu vào. Dẫn máu vào để làm gì? Để cho các cái tế bào chỗ đó sống lại, để cho các cái cơ đó nó phục hồi, hoặc là cái kinh khí chỗ đó nó sẽ được phục hồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ vê cái vành tai để làm gì? Để dẫn máu tại chỗ. Tí nữa tôi sẽ làm anh chị em thấy. Rồi chúng ta vê cái vành tai mặt, vê vành tai phía ngoài, vành tai phía trong, vành sau tai. Vê xong chúng ta sẽ thấy cái tai chúng ta nó đỏ ở lên, đó là dấu hiệu máu đã bơm vào, nó vào tại chỗ này, mà thông được kinh khí đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ dây vùng trên mặt, dây vùng này, đây cái vùng này gọi là vùng vô cao vẹt mít đây. Chúng ta sẽ dây cái vùng này để cho dẫn máu xuống vào được trong tai. Vô cao vẹt mít là cái vùng để thông kinh khí ở tai, làm cho khí nó được lưu thông lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ bật cái sụn tai. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới. Rồi sau đó rút cái ngón tay trỏ vào trong lỗ tai. Rồi chúng ta bật mạnh lên để làm thông khí ở trong tai. Rồi sau đó dùng ngón tay cái để ép vào phía bên ngoài này. Đó, lát nữa tôi sẽ làm cho anh chị em thấy. Dùng ngón tay cái ép vào, bật mạnh ra, thông khí ở đây. Bên này được mở ra, bên này được mở ra, khí sẽ thông vào trong lỗ tai. Rồi kế tiếp nữa là chúng ta sẽ dùng ngón cái đè vào cái bình tai, ấn vào, nhả, ấn, nhả, ấn, nhả. Anh chị em sẽ thấy nó có một cái áp lực, đẩy vào, đẩy, 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 đẩy.
không cực khí ở chúng ta. À, sau khi chúng ta chuẩn bị hết rồi, bơm máu đâu đó hết rồi, tác sau cùng là hai cái ấn tay. Ấn vào, ấn. Khi anh chị em ấn vào, chị em sẽ thấy có một cảm giác như nó có cái lực nó ép vào để nó thông hết tất cả. Nhiều người nó bị tắc ở trong cái lỗ tai, kinh khí. Và chúng ta là, và như vậy có nghĩa là gì? Chúng ta không chỉ chữa ù tai mà chữa cả điếc tai. Nhưng chữa điếc tai chúng ta sẽ làm thêm một cái thao tác khác nữa. Mà anh chị em nhìn thấy tivi đó, thì anh chị em thấy thầy Võ Hoàng Yên, ông làm một cái thao tác làm sao cho đẩy thật mạnh cái kinh khí này bung ra để có thể nói được, bằng cách gì? Để hai tay áp hai bên tai, bung, 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 ba cái. Bệnh nhân nghe là được. Anh chị em có thử xem những cái clip video mà thầy Võ Hoàng Yên chữa điếc tai, ông cho chỉ có ba cái. Nhưng tôi khuyên anh chị em không nên làm, không nên làm. Lý do tại sao? Tại vì đã có trường hợp thầy Yên vỗ rách màng nhĩ tai người ta, chảy máu trong tai, người ta thua, người ta thua kiện. Cho nên tôi không khuyến khích chị em làm, mà chị em không làm chủ được cái thao tác đó của chị em. Nhưng chị em thấy khi mà thầy Yên làm nó chẳng hạn, người ta để như thế này, có nghĩa là khi vỗ như thế này thì cái hơi của nó ụt vào. Và anh chị em để như thế này thì chỉ có nước nó tá vô tai ra thôi, nó khác nhau, phải không? Rồi bây giờ đây tôi sẽ làm một lần từ đầu đến cuối cái thao tác của chữa của bệnh nhân bị ù tai này cho anh chị em sẽ xem. Đầu tiên chúng ta cũng vẫn cứ khai thông như bình thường nhé, khai thông toàn thân là không khóa. Nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta sẽ làm bên phải trước này, chúng ta không khóa, rồi sau đó chúng ta mới khóa. Khóa là gì? Để khai thông kinh khí, chúng ta sẽ chú ý tới ngũ bộ năm. Sau khi khai thông đường kinh ngũ bộ năm để cho nó đi lên, nó thông tai rồi, bắt đầu chúng ta mới thông khiếu bằng cách khóa ngón và dây nhân tâm một. Khi chúng ta ngay đây là chúng ta thông khiếu đây, đây là nguyên tắc thông khiếu. Sau khi thông khiếu rồi, bắt đầu chúng ta mới dẫn máu lên bằng cách gì? Khóa. Khóa mặt ngoài, bấm thái đầu và khóa hộ khẩu, dây thái đầu đi lên cho bơm máu lên. Rồi sau khi máu đi lên rồi, chúng ta sẽ khóa cao thống ra, bóp động mạch cảnh này, bóp nhã, bóp nhã, bóp nhã, bóp nhã, làm chừng 5 cái này. Hoặc là nếu anh chị em nào mà người ta bị ù điếc lâu ngày quá rồi đó, thì chúng ta làm nhiều hơn, ví dụ như là 25 lần, tức là 5 lần 5. Con số 5 là con số hoàn thành đó, chúng ta có thể làm để cho nó bơm máu. Anh chị em nhớ nhẹ thôi, đừng có ấy. Đây chúng ta sẽ xem đây nè, tay chúng ta để làm sao cho cái lòng bàn tay chúng ta nó vào đây. Đó, chúng ta sẽ bó nhã, bó nhã rất đẹp nha. Đây, chúng ta tưởng tượng như quả tim nó đang bó vậy đó. Đây là chúng ta chảy máu rồi mà này. Bó nhã, bó nhã, bó nhã. Rồi sau khi nó bơm máu đi lên được rồi, thì bây giờ chúng ta mới bơm máu vào trong lỗ tai. Và nhớ không? Khô lại. Đây, này, lên, lên, lên. Đó, bơm máu vào tai. Nếu chúng ta bơm vào đây thì nó vào lưỡi, phải không? Đây chúng ta sẽ bơm vào tai. Vẫn khóa cao thống này, bơm vào tai. Rồi bây giờ anh chị em sẽ xem nơi những bệnh nhân mà bị ù tai đó, anh chị em có cách để biết bệnh nhân bị ù tai nào mặc dù bệnh nhân không khai. Anh chị em lấy tay để vào hai tay rồi, tay nào mà lạnh ngắt đó là tay đó bị ù nhiều bởi vì nó tắc máu. Anh chị em cứ việc rờ đó, nếu rờ ù sau bên tay mà lạnh quá ha, bắt đầu rờ qua bên này thấy tay bên này đỡ lạnh hơn vân vân, thì mình nói là bà ù tay bên này nhiều hơn, phải không? Bệnh nhân trợn mắt, ủa sao không thấy biết máu không vào đây thì làm sao? Rồi bây giờ lát chúng ta sẽ làm cho nó lên được. Chứ khi nãy là tôi chưa có chính ra đó là chúng ta phải làm cái này. Đây, giả sử bây giờ trước khi mà tôi bơm máu lên tai chị này, tôi đo trước này. Ví dụ như rồi bây giờ nó có 35.7. Rồi bây giờ lát tôi bơm máu lên, tôi đo lại hẳn lên tới 36 độ mấy.
điều đó là đúng. Nhưng mà không cần đến cái này chúng ta cũng có thể biết được lý do tại sao. Đây. Thao tác kế tiếp là gì? Là về bệnh tật. Và chúng ta sẽ làm thông kinh khí của bốn huyệt này: trung nhĩ, mạch á và khô ngu, để tay dây để cho thông kinh khí cái vùng này đã nặng. Đây là đúng nguyên tắc của bản lịch đã nặng nha. Và sau khi chúng ta làm hết cái nguyên tắc của bản lịch xong rồi, rồi chúng ta mới dẫn tới là chúng ta thêm cái này. Bởi vì bản lịch thì tới đây là đủ rồi. Còn bây giờ chúng ta với cái trình độ mới bây giờ chúng ta phát triển thêm nữa, chúng ta làm sao cho cái tai này phải lưu thông máu bằng cái gì? Vê tai. Chúng ta thấy bây giờ vê mặt trắng và mặt ngoài này. Rồi chúng ta cứ vê cái mặt ngoài này. Chúng ta nhớ là tai chúng ta mạch máu nhiều lắm. Rồi mặt ngoài xong tới mặt trong này. Chị em nhìn thấy gì chưa? Đỏ chưa? Đỏ là máu không? Rồi bây giờ chúng ta tắc là các cái sụn này nó bị bế tắc. Các sụn này cũng giống như cái cột sống lưng của con người ta, nó bị bế tắc. Chị em sẽ xem này, tôi bật sụn này à, thấy đỏ hết lên chưa? Rồi bây giờ chúng ta làm thông trong lỗ tai này, để ngón tay trỏ vào ép vào trong này, móc lên này, một cái bên này, ngón tay cái để vào bên trong này, móc lên một cái, thông hết hai cái lỗ tai. Rồi sau khi thông hết hai cái lỗ tai rồi thì chúng ta sẽ có cái bình tai này, ấn vào nhả ra, ấn vào nhả ra, ấn vào nhả ra, ấn vào nhả ra. Chúng ta làm khoảng chừng 30 cái như vậy để cho khí tai đã thông. Rồi sau đó có thể bằng cách này ép hai tai lại, đếm 1 2 3 4 5, buông ra 1 2 3 4 5, ép vào 1 2 3 4 5, ép ra làm 5 lần như vậy. Giờ chị em nhìn thấy cái tai chị đỏ hết, đỏ lên đồng nghĩa với gì? Máu nó lưu thông. Và một điểm nữa là như này, bệnh nhân đang ù tai, chị em làm xong tư, bệnh nhân sẽ nói tai tôi bây giờ hết ù nhanh như chớp, không còn không tới 3 phút đồng hồ. Tất cả các thao tác tôi làm nãy giờ chưa tới 3 phút đồng hồ. Chị em thấy rõ là điều này. Anh chị em có thể tự tin được cái đó. Làm xong thấy tai đó nhưng nó đỏ lên hết, bệnh nhân nghe thông lại đi hết ngay lập tức chứ không có gì hết. Mà chúng ta giải thích được, bởi vì gì? Chúng ta thông khí, chúng ta thông huyết, thế là hệ cung, đúng không? Chị em thấy rõ cái điều này ha. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi bây giờ còn thêm một điểm nữa là thế bệnh nhân này nó còn rắc rối thêm cái nữa là còn đi tiểu đêm, thì chúng ta làm cái ngũ bộ năm thì là được rồi. Nhưng mà ngũ bộ năm thì chỉ mới là để làm cho cái đường kinh thần chúng ta được lưu thông thôi. Lật tay bệnh nhân lại, chúng ta sẽ xem đây. Theo về bên thủ chân thì đây là thận, đây là mệnh môn, đây là phế, đây là can, đây là tâm, đây đại trường, đây tiểu trường, đây là tỳ. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có huyệt thận, và trong thủ chân người ta gọi huyệt thận này là huyệt dạ niệu điểm. Dạ là ban đêm, niệu là đi tiểu, điểm có nghĩa là cái huyệt. Người ta không dùng huyệt nữa bởi vì sẽ lộn với cái huyệt của các bên châm cứu, cho nên người ta gọi đặt là điểm. Cho nên chị em thấy những cái nào mà nó có chữ điểm á là không thuộc về châm cứu nữa mà thuộc về bên thủ châm, cho nên nó đặt tên là thận điểm, mạch môn điểm, can điểm, tình điểm, vân vân đó. Thì cái này là thận điểm, hay nói cách khác đây là dạ niệu điểm. Thì anh chị em để tay vào đây, chị em dây dựng cho tôi cái này đó. Đó. Anh chị em cứ việc dây cho khi nào thấy nó ấm nóng cái này lên là được. Rồi, được chưa? Kế tiếp nữa, đây là một bệnh nhân 50 mấy tuổi đó. Mà về ban đêm bị, có nghĩa là gì? Và ban đêm là hàn nhiều, hàn xâm nhập vào thận âm hư, làm cho thận dương bị hư, dẫn khí lên được. Thì chúng ta nhớ đây là thật, đây là mệnh môn, làm xuống tiếp cái mệnh môn này cho tôi, cho ấm nóng mệnh môn lên. Thế là bệnh nhân sẽ hết lạnh chân, hết lạnh lưng, hết tiểu đêm.
vì mệnh môn hỏa nó bị suy kém, nó không chống cự lại được với cái hàng tà bên ngoài xâm nhập vào làm cho thân bị hư, thấy không? Bây giờ nếu chúng ta mệnh môn hỏa nó nóng lên thì cái hàng tà bên ngoài đó xâm nhập không vào được nữa. Đó, rồi để chúng ta nhớ lại cái này. Đây, thận nó nằm ở đây đây anh chị ạ. Thận đây chính là thái âm đây. Và đây, điều này sẽ giải thích được tại sao người lớn tuổi bị bệnh đái đêm. Thái âm là thời điểm của hàn nhiều nhất. Thái âm mà, đây hàn nhiều lắm. Hàn nhiều xâm nhập vào thận, thận ố hàn. Thận nó sợ lạnh. Bây giờ hàn nó xâm nhập vào, nó làm cho thận bị suy kém. Thận không kềm chế được nước tiểu là dịch của thận, không kềm chế được nước tiểu cho nên cứ vậy mà hoặc là đây là dấu hiệu tại sao người lớn tuổi ban đêm đi tiểu nhiều, ban ngày không, ăn tinh đi tiểu nhiều, nhưng mà phải tìm cho ra cái cơ chế của nó. Và khi tìm ra được cơ chế của nó, bây giờ tại sao anh bị sợ hàn, tại sao anh bị sợ lạnh là tại vì thận dương anh bị suy kém, mệnh môn hỏa anh suy. Mệnh môn hỏa chính là cái nơi để phát sinh đến những nguyên dương của cơ thể đấy. Thế bây giờ cái mệnh môn hỏa suy, nó không có dương để nó chống lại được cái hàn này thì cái hàn cứ vậy xong nhất. Còn nếu mà bây giờ anh chị em đốt cái lò sưởi trong nhà của mình lên thì có bị lạnh không? Tôi không. Đó, bên Tây nó như vậy đó, buổi tối nó phải đốt cái lò sưởi lên thì hơi lạnh nó còn vô được nữa. Đó, thì nếu bây giờ chúng ta dây cái việc mệnh môn này, hỏa mệnh môn hỏa cũng như là nguyên dương của chúng ta khỏe lên thì hàn cỡ nào cũng vô được. Hàn này xâm nhập vô là tại vì anh thật của anh bị suy yếu, anh bị ố hàn, nó sợ lạnh. Bây giờ cho tăng cường nó mạnh lên, hơi nóng nó lên thì nó sẽ anh chị em thấy được đi ha, rất là hay đó, chúng ta có thể giải quyết được rất là tốt, rất là bền những cái trường hợp này đó. Đó là trường hợp mà tôi muốn lưu ý cho anh chị em xem á, vì anh chị em thấy đối với bản lịch á thì chỉ đến đây là đủ rồi đó. Đó, của bản lịch làm tới đây là hết rồi. Còn bây giờ chúng ta làm thêm những nguyên tắc làm sao cho nó bật được máu ở tai lên nữa. Đã, chúng ta thấy rõ ràng á, cái tai của chúng ta rồi nó thiếu máu, chúng ta rờ vào chúng ta thấy nó lạnh, nó làm xong lúc thấy nóng lên là họ bệnh nhân là bắt đầu hết của ta. Đó, bây giờ đến lượt anh chị em thử nghiệm làm cho nhau đi, nó nhớ được cái trường hợp này. Cái là chúng ta phải làm lại từ ban đầu ha. Chúng ta sẽ phải có khai thông đầu đó. Rồi chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ có khai thông toàn thân, rồi tới khai thông kinh khí, chú ý ngũ hội năm. Sau khi đó rồi chúng ta mới bơm máu lên trên tay thông khiếu bằng khóa ngón cộng với lại giai ấn nhân tam một để thông nhĩ khiếu. Kế tiếp nữa là chúng ta sẽ khóa hậu khẩu từ thái lâu bơm máu đi, bơm ép của động mạch cảnh vân vân, để chúng ta phải làm sao cho thông được cái vùng máu ở vùng tai này cho bệnh nhân. Đây là cái của bà Định là đến đây để chị em làm qua cái của bà Định trước để cho nó nhớ. Rồi sau khi đó chúng ta mới bắt đầu tấn công vào cục bộ cái lỗ tai, thông hết làm sao cho đỏ ứng lên cái lỗ tai lên thì nó sẽ làm cho kinh khí được ta được nuôi dưỡng được khỏi. Nhớ là khi vào trong tai chúng ta sẽ có hai vùng, vùng ở vùng tai, rồi vùng trong tai, rồi vùng sau tai. Sau tai chị em cũng cứ vuốt xuống để cho đỏ hết lên. Đây, cố gắng làm như vậy để cho nó nhớ, lần sau chị em gặp bệnh nhân nào tới ù tai tới ù rồi được rồi, bảo đảm 5 phút sau mày ra về thoải mái. Chị em thấy cái này hay lắm, chỉ chừng 3 đến 5 phút sau là bệnh nhân nước lỗ tai là khác ạ. Nước lỗ tai đó là cái viêm tai giữa, là chúng ta sẽ ảnh hưởng tới đường kinh can, đường kinh đỡ nhiều hơn. Đó là viêm tai giữa, nó là viêm chứ không phải là, còn cái này là ù là do thận hư. Rồi, sao bên này không chưa? Dạ, ấn nè. Ấn hai lỗ tai là ấn như thế này đấy, để vào cái bình tai, cái nắp bình tai nè.
ảnh vô, thấy không? Thấy nó kêu bụt bụt đâu, giống như là một ép hơi vậy đó, đó ép đó. Đó ép xong cái là lỗ tai mình nó thông ngay à? Dạ đúng rồi, bộ ba lực từ đến kia thôi, còn cái này là cái tai là sau này trực tiếp vào cái tai luôn thì nó mau lên kết quả gấp đôi. Trước bên trái sau, nếu mà người ta cả hai, còn nếu người ta bị bên nào thì chỉ ví dụ bên trái chúng ta là mình phải trước bên trái sau đó. À em này đấy, thấy chưa đó, rõ lắm, nó bình hơi rồi sau này mình ép như thế này, nó cũng đếm một lúc buông ra, nó nhả ra ép buồn em cái tay mình nó để tay vào trong này, móc lên này, móc lên bên này, móc lên thì nó mở hai cái chỗ tai ra để giao thông ha. Còn này là mình vê tai, mình bẻ sụt này đó, bẻ sụt thì nó đó, đấy thì móc lên đó, móc lên này nè, đây cái này móc lên đó, thì nó mở cái này ra, mở cái xương này đây, bẻ sụt này nè, để qua đây cho mình đây, trung nhĩ nè, mình học rồi trung nhĩ này rồi, mạch ám, mạch nhĩ, khô mô đó là bốn cái thế tay mình để vào bốn cái chỗ đó này đó, đây là làm cho máu nó vào được ta. Ở cái vùng này của bên Tây nó gọi là vùng protagonist, là vùng chuyên môn để chi phối cái vùng nói và vùng nghe. Đây đây là móc lên nè, móc ra ha, đây móc lên móc ra, chỉ cần móc một lần nữa thôi, và cái này bật sụt thì mình sẽ bật đây ha. Ờ, trên giữa đấy nè, tống lên như thế không đau lắm, làm để nè, thấy không, bật này. Bật nè, bật nè ha. Làm khi nào thấy tay cái người bên cạnh mình đỏ lên là được à? Được chưa? Đấy, này, trời ơi, chụp xem coi đỏ ứng đến đời này thấy không? Nghiêng tay đi, à, vẽ cái sụn đó thì chúng ta để vào này, trong danh chỉ chỉ cần nào, thấy chưa? Đó, à, nó vẽ đây, ngón trỏ để vào nè, đang để vào trong lỗ tai, móc lên này, móc lên, đó thì nó sẽ thông mở hai cái khớp này ra để cho khí lưu thông vào, để hết u ngay. Không đi được thì cái cột sống lên đây này, đúng không? Cột sống thì nó cắt ở chỗ này giống như bẻ hết vậy. Thank you.
Viêm tay nữa chúng ta phải làm cái khác, cái này không được. Rồi xong chưa? Rồi xong chưa? Ổn định được chưa? Rồi bây giờ, rồi mời chị em ổn định, chúng ta tiếp tục. Chị em hỏi thì tiện đây tôi cũng nêu luôn để cho anh chị em nắm được chút xíu. Đây là về vấn đề cái viêm tai giữa. Viêm tai giữa dân gian chúng ta còn gọi là bệnh là thối tai. Đây là hiện tượng nước nó chảy vào trong tai hoặc là do vì lý do nào đó ở trong tai nó bị viêm lên, rồi sau đó nó chảy mủ, chảy nước, hôi thối. Thì cái đó chúng ta gọi là viêm tai giữa. Thì ta sẽ thấy có hai cái biểu tượng, nhất là nơi em bé, thứ nhất là em bé có sốt, tự nhiên thấy nó sốt. Cái thứ hai nữa là nó đau cái tai đến nó mà nó không nằm được cái bên đó mà nó phải nằm qua bên khác. Ví dụ như nó nằm được bên này nó khóc thét lên, nó nằm qua bên này thì nó không khóc thét lên thì anh chị phải nghĩ ngay tới là cái tai nó đã bị đó. Bây giờ chúng ta thấy con mình nó bị sốt, cháu mình sốt rồi. Hai nữa bây giờ nó đau cái bên mé tai, nó không nằm bên đó được thì chắc chắn đó là cái dấu hiệu của cái viêm tai rồi. Và bắt đầu sau khi biết được là viêm tai rồi, bây giờ là viêm tai cái dạng gì nữa ha? Thì chúng ta sẽ thấy nếu chúng ta cầm cái tai, vành tai này chúng ta kéo lên như vậy mà nó đau á, thì đó là nó đau vành tai, nó viêm cái vành tai ngoài này, cho nên khi chúng ta kéo cái tai này lên là thấy nó đau. Còn nếu ta kéo cái này lên mà không đau á thì không phải là viêm vành tai, tại vì nó đau nó có thể nó đau cái vành tai, có thể nó đau trong tai, tại vì em bé nó không nói được mà, thì chúng ta phải dùng phương pháp loại trừ. Kéo này lên thấy nó không đau mà ấn vào đây một cái nó đau chói lên, nó la thét ngay lên, thì chúng ta hiểu đó là viêm tai giữa. Thành thử ra ta phân biệt được là cái vành tai viêm hay là viêm tai giữa. Rồi bây giờ cái viêm tai giữa này thì đối với đông y đó, người ta cho đó là do căn đởm. Căn đởm có thốc nhiệt, là có nhiệt và có thốc, có cho nên nó gây sốt gây đau, có thấp cho nên nó gây ra ngủ. Và đông y người ta sử dụng cái bài long đờm cả căn thang, là Trung Quốc người ta sử dụng cái bài long đờm cả căn thang rất hiệu quả. Đã. Sau này ta báo cáo người ta chỉ dùng cái bài long đờm cả căn thang và chữa tất cả các bệnh về viêm tai giữa vân vân rất hay. Nhưng thực tế lâm sàng mà dùng cái bài long đờm cả căn thang đối với em bé thì vô ích và đáng quá. Cái lòng đồng thảo đắng lắm anh chị em, mà uống nó làm sao nó uống ra được. Thì chúng nhiều năm nghiên cứu tôi thấy có một cách như thế này, chúng ta chỉ cần dùng cái hành củ, hành tím đó, củ hành tím anh chị em lột vỏ ha, rồi giã nát, sau đó anh chị em lấy cái miếng compress là cái vải mùng mà nó có lỗ đó. Đó, chúng ta bọc nó vào trong đó và chúng ta nhét nó vào trong lỗ tai của em bé để qua đêm. Sáng hôm sau anh chị em sẽ thấy nó rút mủ ra hết. Cái phương pháp rất hay, nhét vô để qua em bé ngủ đêm một cách rất ngon lành, không hề khóc. Sáng ra rút hết mủ đi, làm 3 lần như vậy luôn là bao nhiêu mủ hết sạch luôn.
À, cái này thì chúng tôi làm kinh nghiệm mấy chục năm nay, tôi thấy rất là phê cái bài này, rất là hay. Do đó mà chúng tôi cũng trao đổi lại cho anh chị em được, chúng ta có thể chữa cho em bé được rất hay, cái bài thuốc rất đơn giản. Rồi. Người lớn cũng vậy thôi, nhưng mà người lớn ít bị hơn trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ tại vì nó cứ tắm á, rồi nước nó mới lọt vào trong tai, nó không có lối thoát, nó bị. Còn người lớn có thể là do anh ngoái tai, anh cứ thò ra ngoái, hoặc là anh đi ra cái tiệm hớt tóc á, nó lấy cái móc 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 nó quọt 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 nghe đã lắm. Nhưng mà rồi sau đó về nhà cái tự nhiên ngày hôm sau mình bị sưng tai rồi chảy mũ, thì đó là do nó móc móc vào nó xuất ra. Cái mụn bọc đó hả? Mụn bọc thì anh lại khác một chút nữa. Anh phải dùng cái hành này, ha? Hành tím. Nhưng mà anh lại cộng thêm cái gì? Muối. Tại vì cái mụn bọc của anh nó lên cái nhọt lên như thế này, nó ở ngoài da. Mà trong này có nghĩa là gì? Tìm cái mà đường bạch cầu nó chết ngay trong này, mà ngoài da chúng ta là nó không có vùng máu, cho nên nếu anh sợ không dùng muối thì nó sẽ không thấm được vào trong các cái vùng máu ở bên trong. Đó. Chúng ta nhớ máu của chúng ta, trong máu chúng ta nó đa số là nước. Đó. Nó có nước. Và bây giờ nếu anh chỉ giả hành tím thì không thôi á, thì nó không đủ sức, nó phải có cái muối, tại vì muối, cái tỷ trọng của muối nó nặng, cho nên nó dẫn tới thấm thấu có nghĩa là nó xuyên vào được ở trong mạch máu, để nó mới nuôi dưỡng cái mạch máu ở chỗ đó, tại cái mạch máu chỗ đó là bị chết rồi, bạch cầu tới đó cũng đã chết rồi mới thành mũ, thì cái máu ở chung quanh nó cũng nó coi như là nó không cứu nguy được rồi, không cứu được bộ. Nên khi anh đắp cái hành vô thì cái hành trong đó nó có allicin, nó là một cái chất gần giống như là trục sinh vậy, nó diệt khuẩn, nhưng mà cái chất muối đó, nó mới thấm vào được trong mạch máu, nó giúp cho cái mạch máu ở gần chung quanh đó được sống lại, à, thì nó mới tấn công tiếp vào được cái vi khuẩn này, thì nó sẽ làm được mạnh khỏe hơn. À. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái bài chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu vừa rồi là chúng ta nghiên cứu từ trên xuống dưới rồi, từ khuỷu tay rồi bây giờ xuống tới cẳng tay. Cẳng tay của chúng ta thì chúng ta có năm huyệt. Trong đó đầu tiên là huyệt dương nữ. À, dương nữ thì chúng ta thấy nó ở ngay ở dưới cái lòng chỉ khuỷu tay ngoài này, đi xuống ba ngang ngón tay, tất nhiên là tương ứng với lại cái huyệt thủ tam lý của bên châm cứu đó. Châm cứu nó có cái huyệt thủ tam lý. Thủ là tay, tam lý để phân biệt với lại huyệt ở chân. Ở dưới chân chúng ta có túc tam lý, hay tay chúng ta sẽ có thủ tam lý. À, gần giống như vậy. Thì đầu tiên anh chị em sẽ lưu ý cho tôi là nó như thế này. Đầu tiên chúng ta lưu ý cái từ. Ngày xưa đó người ta dùng cái huyệt túc tam lý, người ta đặt tên nó là túc tam lý. Nhiều cách giải thích khác nhau. Một trong số những cách giải thích đó là gì? Tam là ba, lý. À, ngày xưa lý nó giống như một dòng vậy đó, à, chúng ta đi được ba dặm mới thấy mỏi chân, và đi ba dặm mà thấy mỏi chân thò tay xuống dây thì chúng ta mới đi được tiếp. Đấy là quan niệm của người xưa, người ta nói cái việc này nó khi nó dây cái việc này nó làm mạnh chân lên có thể đi được tới ba dặm, có nghĩa là khoảng gần 5 cây số mới mỏi chân. À, đó là cái giải thích thứ nhất. Cách giải thích thứ hai, túc tâm lý nó là nơi hội tụ, lý là bên trong, nơi hội tụ của đường kinh đại trường, đường kinh tiểu trường và đường kinh vị, túc dương minh vị kinh. Thì ở tay chúng ta nó như vậy, nó cũng liên hệ đến đại trường, định trường và liên hệ với đường kinh vị. Đó là cái tác dụng nhất để trẻ sẽ nắm được. Như vậy sau này để điều trị bất kỳ liên hệ đến đại trường, tiểu trường và vị, chúng ta cũng có thể sử dụng huyệt thúc thủ tâm lý và thúc tâm lý, hai cái ở trên dưới cũng gần ngang như nhau. Nhưng riêng trong trường hợp mà bấm thập chỉ đạo thì bản lịch lại đặt tên nó là dương hữu. Dương có nghĩa là mặt ngoài,
là hữu là sở hữu với mặt ngoài, có nghĩa là nó chi phối toàn bộ các mặt ngoài tay. Mặt ngoài tay nó gồm có hai, thứ nhất là gân cơ, gân cơ gấp cánh tay, cổ tay cánh tay lệ thuộc vào cái huyệt này. Thứ hai là máu, huyệt này có thể dẫn máu được xuống dưới tay. Như vậy chúng ta thấy bản dịch đặt tên của nó là như vậy. Và cái thứ ba nữa là nó có thể dẫn kinh khí từ tay bên này qua tay phía bên kia. Như vậy chúng ta thấy dùng tên thủ tam lý, tam lý bạch và lịch hiểu đây nghĩa khác với bên kia. Tam là ba, nó sở hữu, dung hữu đó. Nó nghĩa là sở hữu ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là dẫn máu, yếu tố thứ hai là dẫn gân cơ, yếu tố thứ ba là dẫn kinh khí qua tay bên kia. Do đó có thể nói rằng cái chuyện bà lịch là dương hữu, đây là thủ dương hữu, nó tam dương hữu, nó ba cái sở như vậy. Và vì nó sở hữu khác nhau cho nên cái cách chữa nó cũng khác nhau. Đấy, tác dụng thứ nhất là làm rối huyệt tay, đó là yếu tố gân cơ, dẫn máu xuống cánh tay và bàn tay. Đấy, khi cái tay chúng ta bị teo như những người bị liệt thì cái huyệt dương hữu này nó có tác dụng dẫn máu xuống, đó là yếu tố thứ hai. Và cái yếu tố thứ ba của nó là nó có thể dẫn máu qua tay bên kia. Đó, chúng ta thấy ba yếu tố cho nên đặt tên là tam lý vậy đó. Nhưng mà mỗi cái thì chúng ta sẽ có cái cách chữa khác nhau. Rồi, có thể là bóng nhẹ hoặc là bật ngang. Nhưng bây giờ như thế này, rồi mời chị Mai lên đây. Chúng ta có ba cách bấm. Cách thứ nhất là dây nhẹ lên, đẩy nhẹ lên. Cái thứ hai là bật, cái thứ ba là kéo xuống. Bây giờ để dẫn kinh khí từ tay bên này sang tay bên này thì chúng ta sẽ khóa hộ khẩu lại và chúng ta để vào huyệt dương hữu. Đây, ba ngang ngón tay để vào tay vào huyệt dương hữu. Chúng ta dây nhẹ lên thì nó sẽ dẫn máu từ tay bên này qua tay bên này. Tôi lấy giả sử bây giờ anh chị em phải đi chữa một bệnh nhân bị liệt cái tay phía bên tay trái. Bây giờ chúng ta sau khi khai thông kinh khí bên tay bên này rồi, bây giờ chúng ta làm sao để có thể dẫn kinh khí qua tay bên này để giúp cho cái tay bên này nó mạnh lên thì chúng ta chữa trị nó nhanh hơn ra. Thì chúng ta sẽ khóa hộp khẩu, chúng ta để vào và chúng ta dây dây lên, dây nhẹ lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi bây giờ chị thấy nó chuyển qua tay bên kia được chưa? Hai lần là nó sẽ chuyển qua được tay bên này. Còn bây giờ chúng ta thấy máu từ trên đi xuống, xuống tới đây vì một lý do nào đó bị tắc, bị nghẽn, bị nghẹt cái gì đó mà dưới này máu không dẫn xuống, mà máu không dẫn xuống thì biểu hiện rõ nhất là gì? Rồi tay lại ngắt. Cái thứ hai là teo. Teo rõ nhất là cái gì? Là cái quả chanh này nó bị teo lại và cái tay ta sẽ bị teo lại thì nó móp hết. Đó là lý do máu không dẫn xuống được nuôi các cái tế bào ở các cái vùng bàn tay này, dẫn tới hai hiện tượng đó. Hoặc là nếu máu không dẫn xuống nữa thì làm các ngón tay sẽ bị co bóp. Chúng ta thấy nơi có những bệnh nhân co bóp vậy, bẻ ra bóp hồ máu lưu thông thì lại đỡ. Ta thấy có nhiều bệnh nhân khai tôi sáng là tay ngón tay nó cứng nhắc như thế này, em phải lấy tay hết sức anh bẻ ra bóp một hồi thì nó không bị nữa. Như vậy có nghĩa là gì? Không tới nuôi được thì nó không có máu, nó mới khô cóc lại. Bằng chứng là bóp một hồi máu nó vẫn lưu thông lại được thì nó lại bình thường, phải không? Thế thì vì một lý do nào đó mà máu không dẫn xuống này thì các ngón tay sẽ dần dần bị co lại như thế này. Nơi những người bại liệt đã rõ ràng cái điều đó. Thế thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ khóa ổ khẩu và khi đó không phải là dây mà là bật. Khi đó anh chị em phải tìm cho tôi ra được cái cơ này. Anh chị em để tay cách nào đó không biết, mà làm sao cho tìm cho ra được cái cơ. Để khi chúng ta bật cái cơ này, đó, chúng ta sẽ thấy cái tay chúng ta bật. Đó, cái cơ này nó bật. Đó, đó. Chị em thấy nó bật hết cái cơ thì nó mới dẫn máu bật đi xuống. Đó. Đó, anh chị em cố gắng tìm. Nó là ở trong một cái khe của cái gân này. Đây là cái gân cơ, khe của nó. Còn nếu anh chị em để như vậy thì nó không ăn thua gì hết đâu, thấy không? Nhưng mà chị em để ở bên cạnh nó này này,
chị em nên nhìn thế tay lên đấy, tay cạnh của cái cơ này nó nằm ở tay mà mình móc vào trong cái cơ, chúng ta mới bật được cái cơ đó. Đó, chị em nắm được á, làm sao bật được cái này, thấy đó cái cơ của nó chạy đó. Rồi thì nó sẽ dẫn máu xuống dưới đầu đó, anh chị em nắm được cái này nè ha. Rồi kế tiếp nữa, ở đây chúng ta cũng có thêm một cái thao tác nữa là có thể là kéo xuống đó, kéo xuống để dẫn máu xuống nếu mà trong trường hợp nghẹt. À, đến đây chúng ta thấy rờ tay được nhân lạnh xuống càng lạnh thì đây chúng ta có thể kéo xuống để dẫn máu xuống. Với điều kiện thao tác này, ví dụ bây giờ một bệnh nhân nào đó bị liệt tay, chúng ta sẽ dùng cái thao tác là bơm từ thái lâu xuống. À, từ thái lâu này bơm này, bắt đầu nó xuống, bóp tư thế này nó xuống, xuống tới đây nó không xuống được nữa, thấy không? Thì chúng ta để tay vào cái dương hữu, kéo xuống, xuống nữa, xuống dưới này nữa, bắt đầu chúng ta mới dùng cái việc khương thế, thì máu sẽ tuôn ra hết các cái bàn tay, ngón tay. Anh chị em thấy nó lần lượt dẫn đi từng bước một, giống như cái người ta gọi là bắt cầu đấy. À, đầu tiên chúng ta bơm đây thì nó sẽ mới chạy được, nó chạy nhiều khi nó ra tới đây, nhưng mà nó tắc nó lâu ngày, bệnh nhân bị liệt này kia nó không chạy được, thì chúng ta bóp tư thế cho xuống, xuống tới đây rồi chúng ta bắt cầu tiếp, chúng ta kéo cái dương hữu này xuống, rồi sau khi nó xuống nữa chúng ta sẽ lấy bật cái khâu lạc xuống nữa, xuống tới tay như thế này chúng ta sẽ bật cái khâu thế, thế là nó sẽ dán được hết các cái ngón tay của bệnh nhân đã. À, anh chị em nắm được cái cách thức làm ha. Rồi, đó là về cái... Rồi, bây giờ chúng ta thấy đây, trên nguyên tắc là chúng ta có thể là quá nhẹ hoặc là bật ngang đó. Còn khi chúng ta đẩy lên đó, thì nó sẽ qua cái tay phía bên kia. Rồi, bây giờ anh chị em xem cái khóa hỏa hậu mà bật ngang, cái dương hữu máu xuống rần xuống dưới tay. Đó, nó sẽ xuống. Rồi, chúng ta có thể vừa làm như vậy, vừa bảo bệnh nhân tay của bệnh nhân đang cứng như vậy, vừa bật vừa kéo tay bệnh nhân nhả ra nha. Thì cái này nó sẽ dần dần nó xuống, nó dẫn máu xuống được cho chúng ta. À, đây, ở đây tôi mới nói là cái thủ pháp này nó dẫn máu xuống từ xuống tới bàn tay, xuống tới cả các ngón tay luôn. Đó là cái mà bà Liệt đã tìm ra được. Rồi, đây. Đây là tóm tắt của cái huyệt dương hữu, là chúng ta thấy nó có tác dụng như vậy, vừa dẫn máu vừa có thể khai thông tại chỗ, dẫn qua tay bên kia như vậy và duỗi cái khuỷu tay. Đến đó là phần bản lịch. Để đến đây chúng ta mới mở rộng ra một chút xíu nữa. Đó là cái tác dụng của cái dương hữu và cái tác dụng co duỗi cẳng tay, chúng ta nhìn thấy rõ ràng ở đây. Chúng ta thấy ở tay chúng ta sẽ có hai cái huyệt dương hữu và huyệt khô lạc hai nằm gần với nhau, đó là cái cơ để mà co duỗi chúng ta. Cho nên chúng ta thấy cái tay của bệnh nhân nó bị quặp lại như vậy. Nếu chúng ta tác động vào cái vùng cơ này, nó sẽ làm cho các cái ngón tay nó nhả ra. Đây chúng ta thấy ngón tay đang co, chúng ta bấm nó sẽ dần dần nhả ngón tay ra. Đó là do tại cái cơ này, là cái cơ gốc, cơ duỗi cổ tay. Rồi, đây anh chị em sẽ thấy, đây tôi bóc nó ra để cho anh chị em nhìn thấy rõ các cái búi cơ của nó, để cho anh chị em sau này anh chị em sử dụng được. Đây là lý do tại sao mà chúng ta bật. Thì cái bó cơ nó là một bó cơ mà anh chị em đẩy, cái bó cơ là anh chị em đẩy dù cái ngoan vua đâu. Phải bật làm sao cho cả cái bó cơ mà nó lưu động à, thì nó mới nhả cái vùng dưới tay của chúng ta ra được. Rồi bây giờ chúng tôi muốn mời anh chị em tới một cái công trình nghiên cứu mới, đó là việc dương hữu và cái thần kinh giao cảm. Chúng ta nhớ trong cơ thể chúng ta nó có hai cái hệ thần kinh chi phối con người ta ghê gớm lắm. Thì đó là nhất là hệ thần kinh giao cảm, và cái hai là hệ thần kinh đối giao cảm. Và nó dẫn tới có những bệnh nhân bị rối loạn thần kinh giao cảm. Có những bệnh nhân mà nhiều khi người ta đi vô phòng mạch, chúng ta người ta hỏi thầy ơi hôm nay nóng hay lạnh, thầy ta bảo bà thấy ông mở quạt vù ra nóng dày, vừa xong người ấy lúc thấy lạnh,
bạn bị rối loạn dần về thần kinh giao cảm. Rồi có nhiều hai em cảm thấy lạnh lắm nhưng mà mặc áo vào thì là lại nóng. Cái thần kinh giao cảm cùng ta nó bị bất thường, nó bị rối loạn. Cái giao cảm là gì? Mình giao tiếp với cái gì chẳng hạn, mình giao tiếp với anh nóng mà trời thì mình phải thấy nóng. Đấy, nó không cảm thấy như vậy thì có nghĩa là họ đã bị cái rối loạn cái thần kinh giao cảm. Hoặc rờ tay, có những người rờ tay mà họ không biết gì hết. Đó là bất thần kinh giao cảm. Cho nên chị em thấy có một số người bị đốt cái hạch ở nách á, dây thần kinh phơi bình chẳng hạn. Rồi sau đó tay với chân nó cũng có cảm giác gì hết, rờ cái gì cũng biết bỏng. Có nhiều bà khai với tôi nhìn thấy cái vết chân là bỏng, tôi nói ủa sao bỏng. Dạ hôm qua em đi bỏng bô, ngồi xe chân hay áo bỏng bô. Bỏng bô biết, hỏi ra bị tiểu đường. Anh chị em biết cái lượng đường nó vào trong máu, trong cái máu anh ta, nó biết hết, nó không có cảm giác nữa. À, thí dụ vậy, hoặc là có những người rõ ràng là dưới chân mình không còn cảm giác, như tê rồi nghĩ dưới chân hết, đó là những cái thần kinh giao cảm của người này bị rối loạn. Thế thì bây giờ chúng ta làm cách nào chúng ta biết được bệnh nhân này là thần kinh giao cảm? Tại vì ngoài cái mà bệnh nhân khai ra rồi, chúng ta có thể kiểm tra. Kiểm tra thứ nhất là anh chị em kiểm tra về cái con mắt. Thứ nhất là cái nhãn cầu. Cái thứ hai là cái lưỡi. Và cái thứ ba đó là cái huyệt thủ tâm lý, hay nói cách khác là huyệt dương hữu. Nhãn cầu là gì? Chúng ta bắt bệnh nhân nhắm mắt. Giả sử bệnh nhân tới nó nói trời ơi chàng thiên đại hải gì đó, nó than đủ mọi chuyện rồi. Bây giờ chúng ta nghi ngờ không biết cái bà này có bị mát hay không, hay là bị rối loạn thần kinh giao cảm, có thể là bà bị mát có nữa. Giờ xem coi bà có bị rối loạn thần kinh giao cảm không, và nhắm mắt lại tôi coi. Khi bệnh nhân mà nhắm mắt lại thì anh chị em biết khi mắt chúng ta mà nhắm lại thì thần kinh giao cảm nó nói gì? Nghỉ yên, thấy không? Ngủ, nghỉ ngơi, nhắm mắt lại, ngủ đi con. Thì nó ngủ, phải không? Nó quen rồi đấy. Bây giờ cái người mà rối loạn thần kinh giao cảm là gì? Nhắm mắt mang vào mà cái nhãn cầu bên trong nó có đưa và đưa lại mình nhìn thấy rõ á. Anh chị em sẽ nhìn thấy rõ ràng cái mắt người ta nó đảo qua bên này, nó đảo bên kia, nó không có yên. Chính là nó phải nằm yên như thế này, nó không còn động cơ ở đấy. Bây giờ nhắm mắt lại rồi mà thấy tự nhiên cái bên này tự nhiên nó xịt qua đấy, nó lại xịt qua đấy, xịt qua, xịt qua. Cái mắt nó cứ dao động liên tục, rối loạn thần kinh giao cảm. Đó, anh chị em thấy giao cảm chính ra nhắm mắt thì phải nghỉ yên. Não nó chỉ huy như vậy mà bây giờ nó không nghe lời não nữa, không nghe lời đâu, có giao cảm đâu. Cái thứ hai bảo bệnh nhân lè lưỡi ra. Anh chị em thấy lưỡi chúng ta bình thường lè ra thì nó đứng nguyên. Bây giờ cái người mà bị rối loạn cái giao cảm thì lưỡi nó lè ra thì không sao? Nó cứ lay động hết đây này, nó không có yên. Đó là dấu hiệu rõ nhất của cái nhãn cầu và cái lưỡi. Đấy, hai cái này không ngưng hoạt động, đó là dấu hiệu của một cái phần nào rối loạn của cái giao cảm của bệnh nhân. Đấy là cái nhìn thực thể. Rồi bây giờ chúng ta mới thử xuống tới cái tay của chúng ta tìm cái huyệt dương hữu này. Bây giờ tôi đang nói tên là của bà Lệ là dương hữu, nhưng mà trong nghiên cứu thì người ta nghiên cứu huyệt thủ tâm lý, nhưng mà người ta không nghiên cứu huyệt dương hữu này đâu. Nhưng mà nói chung là thì nói luôn. Thế thì khi chúng ta đè tay vào, chúng ta ấn vào cái huyệt dương hữu này, nơi những người thần kinh giao cảm, khi anh chị em ấn đè vào đây một cái là nó chói lên, nó không chịu nổi. Và đặc biệt điểm nữa là anh chị em thấy này, cái người khỏe mạnh khi chúng ấn vào đây thì chúng ta thấy là đường kinh đại trường nó sẽ chạy từ đây xuống cho tới ngón tay trỏ, phải không? Đây huyệt thương dương này, rồi tam giang, nhị giang, tam giang, rồi hợp cấp là kia, nên khúc trì đây thuộc tâm lý. Thế khi chúng ta ấn vào đây là chẳng hạn khi mà anh chị em châm kim vào đây, anh chị em móc điện mà anh chị em thấy ngón tay chúng ta dưới này nó rung, đó là cái đường kinh của nó đã đi như vậy. Và khi chúng ta bấm vào đây, anh chị em sẽ thấy có một luồng đau nó sẽ dẫn xuống tới ngón tay. Nhưng nơi cái người mà bị rối loạn thần kinh giao cảm, chúng ta ấn vào đây dưới này không có cảm giác, nó chỉ đau ở chỗ này mà đau dữ dội, đau chói á, thì chúng ta biết ngay là người này nếu có rung động nhãn cầu, cử động lưỡi và kèm theo cái huyệt dương hữu này thấy đau, đây là người rối loạn thần kinh giao cảm. Đó. Và khi chị em phát hiện như vậy rồi thì chúng ta chữa cho người ta.
đấy, cái hay của mình chỗ đó, đó là mình phát hiện ra rồi mình cũng chữa cho bệnh nhân luôn. Đầu tiên chúng ta thấy sách nội kinh nói gì, dị thống vi dụ, cái chỗ nào lấy làm huyệt đá thì cái huyệt thủ tâm lý ấn đau thì lấy nó làm huyệt đá á. Rồi tay vào cái huyệt này, bóp chặt vào, bật bật cho tôi cho đến khi nào bệnh nhân không còn thấy đau. Lúc đầu còn nhăn mặt lắm, mặt trước sau, nhưng mà lạ lùng cái điều này là khi chúng ta dây vậy đó thì lúc đầu bệnh nhân kêu đau lắm, nhưng mà bệnh nhân bảo mà dễ chịu. À, bây giờ thì bác thấy dễ chịu lắm, đau lúc đầu chỉ đau tí lúc đầu thôi, sau này là sẽ dễ chịu. Đó là dấu hiệu cho được rằng cái dây thần kinh giao cảm người đã bắt đầu dần dần đã phục hồi. Kế tiếp nữa chúng ta dùng huyệt nội quan và thần môn. Hai huyệt này trong châm cứu là cặp huyệt an thần. Nội quan, thần môn, hai huyệt này luôn luôn đi cặp với nhau. Tả nội quan và bổ thần môn là hai huyệt có tác dụng an thần, ninh tâm an thần hay là dưỡng tâm an thần. Đó, trong châm cứu người ta sử dụng hai huyệt này. Huyệt nội quan chúng ta thấy nơi những người mà bị cái thần kinh giao cảm mắt thì nó làm sao? Nhịp tim đập nhanh, ta hay bị rối lắm, nhìn thấy cái gì nó sợ, và hơi tí cho tim đập mạnh lên. Cái huyệt nội quan là cái huyệt điều chỉnh được cái nhịp tim. Huyệt nội quan là một trong số lục tổng huyệt để chữa trị cái vùng ngực và tim đập nhanh, ngực khó thở vân vân. Thì người ta dùng cái này, cái từ gọi là thông sướng hung trung. Thông sướng hung trung có nghĩa là nó làm ở trong cái lồng ngực, hung ở ngực, trung là giữa, ở trong ngực đó. Nó làm ở trong ngực, nó được lưu thông đi và nó khoan khoái, thông sướng có nghĩa là khoan khoái, thư thái, dễ chịu. Chúng ta thấy những cái người mà bị rối loạn thần kinh giao cảm, họ có cảm giác như có ai đè lên ngực. Đêm nằm cũng cảm thấy như ai đó đè lên ngực của mình. Nhiều người bảo trước đêm thậm chí muốn la lên mà không la được. Chồng em nằm bên cạnh, em muốn tìm cách mà la cho ông chồng, em biết là em đang không chịu nổi rồi, sắp chết đến nơi rồi, mà thấy ông ấy còn hò, em không làm gì được, thế như vậy. Đó là dấu hiệu cái thần trí của bệnh nhân nó bị đó. Thần môn, tâm tàng thần, môn là cửa của thần, đó là nguyên huyệt của đường kinh tâm, cho đó nó làm cho cái thần trí trung tâm được ổn định. Cái thần kinh giao cảm là gì? Cái người đó là thần kinh giao cảm thần đó, cái thần trí nó mất ổn định, cho nên người ta cứ sợ hãi này kia, thành ra ta rối loạn thần. Hai huyệt này điều chỉnh được thần trí, điều chỉnh được cái nhịp tim, điều chỉnh sự tức tối ở trong ngực đó. Như vậy chúng ta thấy nội quan với thần môn là thần và ninh tâm. Ngày xưa thì đông y không nói đến thần kinh giao cảm, thần kinh lỗ giao cảm vân vân, nhưng chỉ nói đến tâm tàng thần. Và cái huyệt thần môn làm cho thần tâm tàng được thần, thần trí chúng ta được tàng lại thì sẽ được ổn định ha. Và kế tiếp nữa chúng ta dùng cái huyệt khu tâm bào. Khu tâm bào nằm ở dưới đây. Rồi bây giờ tôi nói luôn mấy cái huyệt đấy chị đang nắm. Huyệt nội quan giữa lòng chỉ cổ tay, đo lên 3 ngang ngón tay là huyệt nội quan. Muốn lấy được huyệt nội quan thì anh chị em muốn bấm huyệt nội quan, anh chị em phải dùng ngón tay cái này để nghiêng. Rồi để nghiêng ngón tay cái nó mới vào giữa hai cái khe của gân cơ lớn cơ bé. Đây, chúng ta sẽ có cái huyệt nội quan nằm ngay đây, để tay vào đây thì mới dây được. Nào, ví dụ như chị Mai lên đây, tôi sẽ cho anh chị em thấy. Đây, anh thấy cho rõ không? Đây, nếu bây giờ giả sử tôi lấy được cái huyệt nội quan, nhưng mà nếu tôi làm không đúng cách thì cũng không ăn thua gì đâu. Đây, sau khi tôi lấy được cái huyệt nội quan, nếu tôi để tay như thế này, tôi dây, rồi chị sẽ cảm thấy cái gì? Nha. Nhưng mà bây giờ nếu tôi nghiêng cái tay qua một bên, tôi để vào hai cái khe này, đó, chị em sẽ thấy. Rồi bây giờ bắt đầu mới sẽ thấy nó sẽ chạy lên tim, chạy vào ngực. Đó, anh chị em hiểu được không? Đây, chúng ta không phải để tay như thế này. Nếu chúng ta để tay như thế này là sai. Để tay nghiêng cái bờ của tay để vào cái khe này
thì chúng ta mới lấy được việc. Và cái việc này đã lắm, nó chị em bệnh nhân mà đang tim đập nhanh 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 thì em làm nó dịu lại, đang tức ngực, đang khó chịu vùng ngực hạn, thì cái việc này sẽ cảm thấy dễ chịu ngay. Và việc này còn có một tác dụng nữa là phòng chống được say xe. Hiện nay người ta đang chế ra một cái dụng cụ đeo vào tay dành cho nước ngoài, đó là một cái dây đeo. Ở đây nó có một cục pin, pin đây nó có một cái chip ở đây, khi người ta đeo vào đây thì nó sẽ kích ứng cái việc này, làm cho người ta không bị say xe, say sóng khi đi lên xe, ngồi xe. Chúng ta biết lên xe say này kia đó là rối loạn cái thần kinh giao cảm của chúng ta, như họ để ở đây. Thì bây giờ mua cái cục này thì nhiều khi không dễ mua, nhưng chúng ta có thể chế được. Anh chị em lấy cho tôi cái miếng cường cùng tươi á, cắt ra một miếng mỏng mỏng để nó vào đây. Một là lấy băng keo băng lại, hai là cái đồng hồ của anh chị em á. Thường anh chị em đeo tay này phải không, nhét cái dưới mặt đồng hồ á, nó đeo lên cái huyệt này. À, làm nửa tiếng trước khi lên xe, rồi sau đó chúng ta lên xe, chúng ta ngồi, ai sau mình làm vậy, ai làm bệnh mình làm theo, không sợ bị say. Thấy không? Đó, rồi. Anh chị em nắm được cái chuyện này, dễ dàng, phải không? Chúng ta chế được mà cái máy này, cái dây này chúng ta chế được đâu thua gì cái dây đeo. Cái dây đeo thì như đâu cũng phải lên tới cả 80 ngàn hay 120 ngàn đó. Mà lấy miếng gừng thì dán đây. Giờ thủ sáng cho tôi một củ gừng, bỏ trong cái bịch ni lông nhét lỗ túi nè. Lên xe làm miếng, trước khi về làm miếng nữa thì tha hồ đi về không sao. Nha, rồi, đó. Dạ, đó là những cái tiện ích của cái phương pháp này. Kế tiếp nữa chúng ta có cái khu gọi khu tâm bào. Khu tâm bào là tên ở trong cái thủ chân á, về phản xạ đó thì người ta đặt tên huyệt theo khu. Chúng ta có khu tâm bào, khu thận, khu tim, khu tỳ vân vân, chứ người ta không đặt tên là điểm nữa. Khi anh chị thấy là điểm thì nó thuộc về thủ chân, huyệt thì thuộc về thủ chân. Còn khi ta nói đến khu là người ta nói đến sự phản xạ, phản chiếu, reflexology, tức là hệ phản chiếu. Người ta nói rằng cả con người ta có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, thì cái đó nó gọi là hệ phản chiếu. Và đối với hệ phản chiếu lòng bàn tay thì ở ngay giữa lòng bàn tay này thì người ta gọi đây là thủ tâm hoặc là tâm tập khu. Thủ tâm khu hoặc là tâm vào khu. Và các nhà nghiên cứu thì người ta lại nói rằng đó là dây thần kinh đối giao cảm. Khi tác động vào việc này thì tác động đến hệ thần kinh đối giao cảm. Cho nên Hàn Quốc người ta dùng cái huyệt này để chữa bệnh cao huyết áp. Có những bệnh nhân cứ hay thường xuyên bị cao huyết áp, người ta khuyên hàng ngày đấy, dùng một miếng gừng hay là lấy tay dây cái huyệt này. Cái thần kinh giao đối giao cảm chúng ta nó kéo cái giao cảm nó gây hưng phấn cho huyết áp lên. Bây giờ đối giao cảm nó nghịch lại, nó sẽ làm cho huyết áp chúng ta sẽ không tăng. Đó, như vậy chúng ta thấy đối Hàn Quốc là vậy. Và họ nói có một điều mà anh chị em ít ai để ý. Khi chúng ta sợ thì chúng ta làm gì anh chị em? Người ta khuyên những cái vận động viên hay là những anh em chị em học sinh sinh viên mà trước kỳ thi, thì khi ra trước kỳ thi thì nó có hai loại thi: thi vấn đáp và thi viết. Thi viết thì dễ dàng rồi, mình với lại đối diện với lại cái tờ giấy với lại cái bút thôi thì mình muốn viết gì hết. Nhưng mà khi vấn đáp và vô nhìn thấy mặt ông thầy ngầu quá, tự nhiên thấy chữ nghĩa quên hết. Hoặc là nghe nói thầy nó khó quá, tự nhiên cái bao nhiêu chữ nghĩa nó quên hết. Thì nó có hai huyệt khá hay. Ở bên Hàn Quốc thì người ta khuyên như thế này: cái thần kinh đối giao cảm là cái nắm chặt cái tay này. Đó. Hoặc là cái khác là để cái ngón tay cái vào đây xong ép chặt cái ngón tay này vào. Không sợ nữa. Không sợ. Đó là cái cách mà bên Hàn Quốc người ta khuyên cho các sinh viên trước khi vô thi. Rồi bây giờ học bài ngon lành cũng đổi vô ống vấn đáp nữa thôi. Coi như là phần vấn đáp là phần rất quan trọng, bởi vì chuột vấn đáp thì thi lại chẳng hạn. Còn cái thi viết thì dễ rồi.
Thế thì trước khi vào thi chẳng hạn như là ngồi xếp lần được đó rồi, sắp sửa đến lượt mình rồi thì cái tay nó đẹp chặt. Đó. Và anh chị em thấy được rằng Hàn Quốc nó tập ngay từ bé ở trong trường đó. À, từ bé các em bé nó đã quyên tập làm như vậy để làm gì nó tự tin. Và người ta và sau này các anh phải thấy nó rất là tự tin, người Hàn Quốc rất tự tin. Rồi một điểm nữa, một cuốn sách khác của bên Pháp, cuốn Supreme Human của Muller, của một bác sĩ người Pháp, ông ta tìm ra một huyệt nữa là huyệt hố phòng. Huyệt này cũng có tác dụng làm cho không sợ hãi. Nó nằm ở khe sườn thứ hai, khe sườn thứ hai. Đầu gối chúng ta đi thẳng lên, đầu gối là khe sườn thứ bốn, lên khe sườn thứ ba, lên tí xíu nữa khe sườn thứ hai. Đó, nằm bên trái. À, đây tôi làm phải để trang trình mình ha. Để ngón tay cái chúng ta vào, đè mạch vào cái huyệt này, dây cổ, dây thuận chiều kim đồng hồ. Dây xong một lúc tự nhiên thấy mình bình tĩnh trở lại. Đó, đó, đó là cái công trình nghiên cứu của bác sĩ người Pháp. Và một công trình nghiên cứu nữa cũng của người Pháp. Có cái hay chỗ này, ông ta nói là có một bệnh nhân trước đó bị thần kinh, bị mát, gần như bị điên vậy. Lý do tại sao ông ta bị điên, cái ông đó tại sao bị điên, ông đi du lịch. Khi trở về nhà, nhà cửa cháy nát hết. Đứng trước quảng tài đó tự nhiên ông sốc luôn. Ông cứ vậy coi như là ngơ ngác không biết gì hết. Thì khi ông ta tới khám bệnh vì bác sĩ Ives này, còn bác sĩ Ives này ông nghe xong thì ông nghi ngờ ngay. Thì ông mới lấy tay ông để thử cái huyệt hố phòng. Ông ta đè vào cái thấy bệnh nhân nhăn nhó dữ dội, người ta dán ngược cho cái mồ thất mạnh, bệnh nhân khóc lắm. Bệnh nhân vừa khóc xong cái thì giải quyết được cái nỗi bị ám ảnh trong lòng. Thì ông ta nói rằng cái bệnh án của ông ta đưa ra là ông ta nói là cái huyệt hố phòng này giúp cho giải tỏa những cái uất ức ở trong lòng. À, vì bệnh nhân này bị uất ức quá, tức quá, mình đi về nhưng nhà cửa mình giờ nó mất hết, uất ức quá không làm sao được nữa, không có lối thoát, không có gì hết. À, trước đó các đi các bác sĩ thì chỉ cho ông thuốc an thần thôi, cũng giải quyết. Nhưng khi ông này tìm ra đúng cái điểm này, ông đè mạnh, ông dày cái bệnh nhân bật khóc lên, khóc cứ vậy khóc. Rồi xong hết cái khóc thì bắt đầu trở lại những người bình thường. Thì cái này cũng là một trong số những cái huyệt có thể giúp ích cho anh chị em. Tiện đây thì tôi cũng nói luôn để cho anh chị em có thể nắm được những cái huyệt mà mai mốt để sử dụng. Rồi đó, đó là cái huyệt dương hữu của chúng ta ha. Đó, chúng ta thấy nó có ba tác dụng: dẫn máu xuống tay, làm duỗi khuỷu tay và dẫn kinh khí qua sang tay đối diện. Tuyệt thủ pháp của chúng ta dày đẩy lên, nhẹ lên thì nó đẩy tay qua bên kia, kinh khí qua tay bên kia, bật ngang thì nó dẫn máu xuống ha. Rồi khi chỗ mà gần duỗi cổ tay này thì chúng ta vừa dây, chúng ta vừa đẩy và đồng thời chúng ta vừa đẩy cái tay bệnh nhân ra. Đó là đến cái việc kế tiếp. Ờ dạ, rồi giờ chúng ta nghỉ dạy đi, ăn cơm trưa xong rồi chiều.